Bị chàm môi có điều trị được hay không? Trên tay của bác sĩ là một cái sản phẩm điều trị chàm môi từ New Zealand. Và các bạn biết đó, những cái tình trạng chàm môi là một cái bệnh da liễu về cơ địa, và nó sẽ diễn ra trong một quãng thời gian dài, làm cho mình lúc nào cũng phiền lòng, da môi lúc nào cũng bong tróc, dù mình có sức hàng trăm hàng nghìn loại sản phẩm dưỡng cũng không oan thua. Thế thì bác sĩ xin chia buồn với bạn, bệnh chàm môi không bao giờ khỏi hoàn toàn, nhưng mà mình vẫn cần phải sức. Một đó là mình cải thiện về xác suất nó bị lại, giả sử như trong 30 ngày bạn bị 2 ngày thôi vẫn còn đỡ hơn là 30 ngày bị cả 30 ngày. Hai nữa đó là khi thoa những cái sản phẩm này đó, nó không có tác dụng là điều trị triệt để, nhưng mà giúp cho những lần mà bạn bị chàm môi nó không có nặng giữ lên, và khi mà nặng giữ thì những cái con virus hoặc vi khuẩn nó nhân cơ hội đó làm cho cái môi của bạn bị viêm nhiễm, dẫn đến những cái mụn mọc quá nhiều ở cái vùng môi thì càng nặng nề thêm. Thế thì các bạn, sản phẩm này có gì đặc biệt? Một đó, nó organic hoàn toàn, chiết xuất từ các loại dầu, loại thực vật. Ở New Zealand nó có dầu cọ này, nó có một số loại dầu hoa hướng dương, vitamin E này, hoặc là lanolin. Nói chung là khi mà sức các loại sản phẩm này đó, cái ưu điểm của nó luôn giữ cho môi của mình trong tình trạng là ẩm. Từ đó thì dẫn đến cái chuyện mà thay cũ đổi mới, cái vùng da môi của mình nó chậm lại, không có bị kích ứng quá mức. Chia sẻ vừa rồi của bác sĩ sẽ giúp cuộc sống của các bạn sẽ đẹp lên, sẽ sang hơn, và giúp mình hạn chế những cái chuyện mà các bạn không có muốn.